sáng đi cầu cái là gặp mà hai ông đánh lưới. Các bác uống nước mềm nhá, khát quá thì cầu khát quá. Đấy, làm ngụm cho đỡ khát ạ. Bụng tôm ăn no tôm ấy. Chết rồi. Nặng nhìn phao bập bềnh mà buồn quá, cá này đâu hết được nhất. Tí em sẽ cho các bác quay trở lại cái tuổi thơ mà xem phim Trung Quốc ấy. Chắc là bác nào đã từng xem bộ phim Trung Quốc nhìn thấy người ta quay gà không? Rất là ngon, rất là thèm. Tí em sẽ quay cho các bác xem cái cảnh anh em quay gà, nướng gà nhá. Trông rất là ngon. Hồi bé em nhớ vẫn là nằm xem phim anh chồng mấy ông ấy cũng xá cái đùi ăn chồng luôn rồi. Thèm ơi là thèm. Rồi các bác ơi, đừng có bác nào xem chỗ anh em tôi đang quay gà nhá. Trông vàng ươm luôn này, ngon ơi là ngon luôn đấy. Các bác ngày xưa xem phim Trung Quốc đã từng nhìn thấy cảnh này đúng không? Hồi mà mình còn trẻ trâu đấy. Đấy. Thời nhìn con gà nó quay thèm ơi thèm thế. Hôm nay anh em đi câu cá xong rồi nằm mấy cái con gà quay nhìn đói quá, con này vàng nhỉ, ngon thế. Đói nhỉ, nhìn con này phê. Con này nó thơm hơn, em rất ra vị bên trong kia kiểu gì nó thơm. Cho vào trong bụng mới gì? Đi vào rừng nhỉ, bắt được con này nhưng mà nướng nhỉ. Tỏi ớt. Này kẻ ra nếu mà cho một tí muối vào bên này. À, cho rồi mà. Rồi. Cho nó đầm ra. Quết vào nó đầm. Gà thì ăn giòn lắm. Cái này thừa vẫn là mắm chấm được luôn mà. Vâng. Nhưng mà không cần việc. Tí đã lên trước rồi thêm rồi là ra một ít. Là mắm chấm. Cho chanh vào thành mắm chấm nữa. Vâng. Đi rừng nó toàn ăn chỗ này. Xả mấy kênh bọn nó nướng cá bờ suối mê ấy. Xem nó hay làm đấy. Hay làm. Cho em hay xem kênh của Hoa Văn Phút đấy. Kênh đấy nó nổi. Đổi kênh thôi. Đổi kênh nhé. Cảnh mới đẹp này. Bây giờ làm cái gì đẹp nữa? Ăn cái kéo được nữa. Giờ lướng nguyên con. Chứ lòng mè lướng sao được. Lòng mè sao cái gì ăn được. Đi ở rau. Có rau. Thôi vậy thôi. Tàu mày sao ráo ăn quá. Làm ngon nhỉ. Uống đi. Này. Rồi đợi đông chặt nốt hai tàu nữa. Giữ lại không? Giữ lại. Đây rồi. Bữa tâm hồn luôn. Bữa mở nhiều lắm rồi. Rồi. Thằng đông luôn. Uống đi em ơi. Bất tài lắm. Rồi ra bỏ cái cần như ra. Đây uống. Còn ngon nhỉ. Đây đây anh ơi. Đéo mẹ đi câu đéo được cá nhưng mà có gà. Uống đi. Uống đi. Cái đó thì có cái mà ăn. Ăn nó còn bốn lắm. Đêm đấy à? Đưa anh, đưa anh bảo. Ôi anh em mình lên cái này. Đâu nhỉ? Đừng hết xỉa. Ui đừng. Chuột. Chủ ngon nhé. Đưa kéo lên đây bên. Trường đang quay à? Mày em đang quay à? Đến đi bia đỡ. Nó muốn rồi đâu cả đấy, xào lòng mẹ ăn ngon lắm. Thì đầu tiên là cũng bỏ mà. Chủ ngon nhỉ? Đỏ lòng. Thế mình sẽ bắt mắm. Mời cả nhà uống bia nào. Ui cay lắm mình xôn rồi. Mời cả nhà uống bia ăn gà nhá. Đông chặt kia cái cổ đi đập ra nó mới ngày. Dạ rồi. Này. Đây cắn nè em. Gà ruột. Gà ruột. Ăn kiểu này thì nó khốn nạn này.
bia kìa. Làm miếng nào. Anh em mình thịt rồi. Cay lắm anh Sồn ơi. Ăn được. Cay à? Cái bát này cái kia mà nhiều ớt à, cái kia là thịt quá. Ngon này. À. Nó có bao nhiêu tôi. Đấy, ăn đi nhá. Mà giữa vẫn không ấy. Ngon thật đấy. Cái này không có sống nữa. Đúng. Mặn vậy đấy. Ngày nó bảo chưa mặn. Vừa tắm này. Thằng Tùng nữa là kêu chưa mặn thì cái á. À, thằng Tùng nó kêu mặn thì hơi lạ ấy. À, vắt chanh á, vắt chanh không? Đây đây. Đúng rồi, Hải đưa anh mượn tấm bia. Chưa kỹ rồi em ơi. Ăn được anh ạ, chín rồi. Chín rồi. Chưa anh em mình đến cái. Em một cái nào? Nhớ, kỹ nữa là ngon. Trước con gà trước khô quá. Con gà này xưa nướng nó khô. Con này nướng 2 tiếng. Nướng lâu rồi. Con này nó ngon, màu giòn hết thật. Ban đầy nước đâu. Ngọt nước. Thế con kia là nướng lá chuối à? Con bọc lá chuối. Có chuối à? Vừa lâu. Cứ chín đi, cứ để. Con này còn lâu. Xé con này trước đi. Đây, xé tôi miếng này xuống này. Phê quá. Những kiểu này thì ra là thịt thì mềm. Áp bèo đúng rồi. Nằm nguyên miếng đuôi anh em ạ. Hả? Đây. Làm miếng em ơi. Tí nướng. Con gà. Ngon quá. Quá ngon nhỉ. Bởi qua lưng cái xúc xích các bác ơi. Kinh nhờ nóng quá. Nướng này cháy hết. Nướng than nó này không. Ê. Ui dạ. Nóng quá anh em ơi. Dạ. Ui. Chín mắt ngốc. Cái giá con gà ấy, đặt vào. Cháy mẹ ai vậy? Em muốn sao mà? Su thích chín lướng này ăn được anh em ơi. Đây, cháy hết rồi. Nó ở trên à? Nó ở dưới hay ở trên? Cháy hết cả su thích ở bụi sao? Úp nồi rồi. Úp nồi rồi. Úp đất đâu? 1 phút 30 giây. Ngày hôm nay cho mình có một con này cho nướng. Đây, đây. Con cá của ông Đông. Cá mò được đây, cá bống nè. Cá mò được. Cá bống mà không thảo giếng được, mỗi quang thảo giếng. Giống như cô Tấm. Ừ, cô Tấm. Ây, ơi, này đến được. Bóng mò nướng xuống sẽ cháy. Đi đâu? Thằng ơi, có lên đâu? Đúng rồi, bắt anh bạn trai tương ớt đi. Số xích bóc như khoai. Cháy bóc như khoai luôn này. Cháy quá cái này cho vào cái cháy ngay nó nóng. Cái cho dưới dưới thôi. Nóng quá rồi, đói phải nằm phát. Tôi xin chào các bác nhá, video của em đến đây là kết thúc. Bạn nào thấy video hay thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh của em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.